trình bày về cái hướng dẫn sử dụng tất cả các công cụ cơ bản nhất trên PowerPoint. Thì đối với cái slide hôm nay thì về những cái giao diện thì mình sẽ không có trong chút nhiều để đảm bảo về vấn đề thời gian cũng như là vấn đề trình bày các bạn dễ hiểu nhất về cái nội dung chính của bài trình hôm nay. Thì đầu tiên thì bài thuyết trình hôm nay thì nội dung chính thì gồm có 3 phần chính. Phần đầu tiên là các cái bước thực hiện một cái bài thuyết trình, và bước thứ hai là tổng quan các bước thực hiện, và cuối cùng là thực hành các cái công cụ cơ bản mà mình sẽ hướng dẫn ở trong bước 2. Về đầu tiên thì các bước thực hiện bài trình thì có lẽ rất là nhiều bước, nhưng quy chung lại về một cái quy trình cơ bản nhất thì mình chỉ có 12 bước cơ bản. Và với 12 bước cơ bản này thì mình có thể gộp chung lại thành 3 bước chính. Thì bước đầu tiên là bước chuẩn bị. Chuẩn bị thì gồm có lên ý tưởng, phát thảo cái nội dung, tìm kiếm tài nguyên và lựa chọn mẫu trình chiếu. Về bước thứ hai là thực hiện, thì là bước chính để mà xây dựng một cái nội dung của một bài thuyết trình, đó là hoàn thiện nội dung và xếp đặt các nội dung lại cho nó phù hợp với cái nhu cầu của người nghe cũng như nhu cầu của cái người cần truyền đạt nội dung cho cái người cần nắm bắt. Và tiếp theo là các cái hiệu ứng về chuyển đổi giữa các cái nội dung trong các cái text box. Và tiếp theo là cái phần chuyển đổi hiệu ứng giữa các trang transition. Và cái bước cuối cùng là bước hoàn thiện. Ở bước hoàn thiện này thì mình sẽ thiết lập các cái trình chiếu và sẽ thực hiện diễn tập những cái trình chiếu này về thời gian cũng như là về những điều chỉnh hợp lý để đạt được những cái mình mong muốn đạt được. Và mình sẽ đóng gói và mình chia sẻ thành những cái file video hoặc là file CD hoặc là các cái file ảnh vân vân. Thì về tổng quan các bước thực hiện thì mình sẽ chi tiết hơn cho những cái nội dung mà bên trước mình đã chia sẻ với các bạn ở phần trên. Thì phần chuẩn bị thì đầu tiên á, thì cái bước lên ý tưởng và phát thảo nội dung á, thì mình có thể sử dụng các cái công cụ là trong cái thể view và trong cái thể view thì mình có thể sử dụng các cái công cụ như là outline view để mình thể hiện các cái nội dung của cái bài thuyết trình gồm có những nội dung nào. Đó, đây là một cái outline view cho một cái bài thuyết trình. Và tiếp theo là vấn đề mà tìm cái tài nguyên là vấn đề chính để mình muốn thể hiện cái nội dung chính cho cái bài thuyết trình mình nó được hay hay không, là vấn đề mà tìm cái tài nguyên này. Thì vấn đề tìm hiểu tài nguyên này thì có thể mình sẽ tìm hiểu trên các cái trang web mạng về hình ảnh nội dung, và ngoài ra thì mình có thể về vấn đề thực tế của công việc của mình để mình có thể lấy những cái nội dung chính mà mình nghiên cứu và mình tìm tòi để có thể trình bày lại cho tất cả mọi người cùng nắm rõ hơn về nội dung mình cần trình bày. Và tiếp theo là các cái mẫu trình chiếu. Thì cái mẫu chiếu này thì trong PowerPoint thì nó đã có sẵn ở cái thể home và nó ở trong cái new slide, thì nó đã có tất cả các cái dạng mẫu trình chiếu cho mình để mình chọn. Thì đối với cái slide trên này thì mình đã sử dụng cho riêng mình một cái slide thiết kế riêng, vì thế nó không có được gọi là trau chuốt lắm, nhưng đủ để đảm bảo được vấn đề nội dung cho các bạn nắm bắt về các cái công cụ mà mình sẽ trình bày sau. Thì về vấn đề thực hiện thì mình sẽ có cái bước là hoàn thiện cái nội dung và sắp xếp các cái nội dung lại cho phù hợp. Thì ở đây thì có cái công cụ đó là format và cái thể format và cái align, và cái này nó sẽ hướng dẫn cho mình những cái
cái cách xếp xếp theo là theo canh giữa, canh bên trái bên phải, canh trên canh dưới, thì trong này nó sẽ đầy đủ các cái bố trí về hình ảnh cũng như các test box mà mình sẽ trình bày trong từng slide. Và tiếp theo là phần animation. Animation là một trong những các cái hiệu ứng để mình thể hiện ở hình ảnh hay là các cái chữ, giống như là những con gà con này đang đi di chuyển, thì ở đây người ta đang sử dụng là các cái hiệu ứng về hình ảnh. Cũng tương tự như vậy thì có các cái hiệu ứng trang sử dụng cái thể transition như trên cái hình ảnh slide trên đó. Đó là việc chuyển đổi giữa cái trang, thì người ta dùng cái hiệu ứng để cho cái slide được bắt mắt hơn. Và bước cuối cùng là bước hoàn thiện, thì hoàn thiện nội dung thì sẽ rất phù hợp, thì mình sẽ có các cái hoàn thiện nội dung và diễn tập các cái trình và điều chỉnh. Thì ở trong thể slideshow thì nó có có một cái công cụ đó là timing, là công cụ này dùng để đo đạt thời gian và cũng như là mình lên cái lịch trình cũng như là cái kịch bản cho cái buổi thuyết trình nó được chạy theo cái nội dung đó, và cái thời gian nó được ghi nhận trong cái slide mình cần cần trình bày. Và cuối cùng là vấn đề đóng gói và chia sẻ, thì ở đây thì có thể nhìn trên slide thì ở thể file thì có cái công cụ export, thì nó có thể hỗ trợ cho mình export ra với dạng là các cái file PDF, hoặc là dùng video, hoặc là có thể là ra một cái đĩa CD, hoặc là mình có thể lưu ở một trạng thái khác. Và bước sau này là bước mà quan trọng nhất để đảm bảo cho vấn đề mà mình muốn trình bày với các bạn, và cũng như là vấn đề mà tiếp thu của các bạn về các cái công cụ mà mình sẽ trình bày sau, thì đây là cái bước quan trọng nhất. Thì đầu tiên thì cái bước đầu tiên là bước phác thảo cái nội dung từ cái file Word. Thì đa số chúng ta khi mình muốn thể hiện một cái nội dung đó trên slide thì chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung cụ thể về từng cái nội dung mà mình cần cần trình bày, về các cái ý chính ý phụ và cái nội dung từ chủ đề cho đến cái tóm tắt nội dung đó. Thì tiếp theo mình sẽ trình bày một cái ví dụ cơ bản cho các bạn có thể nắm bắt và theo dõi. Thì ở đây mình có thể sử dụng một cái file Word sẵn. Thì mặc dù cái Word này là mình ở chế độ tự động nên nó không có được gọi là trau chuốt. Cái Word này mình chưa có được điều chỉnh nên không có được. Thì mình sẽ làm lại cái Word này. Có bị nhấn quá. Rồi. À, cái nội dung của một file Word giống như là một cái bài, cái nội dung để cho mình có thể theo sát cái nội dung này cho một cái file thuyết trình. Thì đầu tiên là vấn đề đề cập. Và tiếp theo là nội dung chính. Tổng quan. Trong tổng quan này mình sẽ có là giới thiệu.
Và tháo đồ. Thì nó cái này giống như là một cái theo dõi về cái nội dung của một cái file bao boy mà mình sẽ tìm hiểu và mình sẽ trình bày. Thì những cái tiêu đề này thì mình sẽ chọn là heading 1 để nhấn mạnh cái nội dung chính, những cái ý chính cần thiết. Về tổng quan thì những cái bước nhỏ trong tổng quan thì mình chọn heading 2. Sẽ sao lại phải một này. Đây là một cái file Word mới hoàn toàn, file bao quanh mới hoàn toàn. Là mình sẽ sử dụng cái công cụ là Slide from Outline. Thì mình sẽ đưa cái nội dung file Word vào. Đây là toàn bộ các cái nội dung mà mình sẽ đưa vào. Đó. Thì tương tự như đối với một cái vấn đề mà mình cần tìm hiểu với cái nội dung rất là dài, rất là lớn, thì để tránh trong việc mà thiếu sót cho những cái nội dung mình cần trình bày trong cái buổi thuyết trình, thì mình có thể export từ file Word sang file PowerPoint để đảm bảo cái nội dung mình không có bị thiếu sót. Đó là các bước để mình export từ Word qua. Tiếp theo là về mình kiểm soát cái nội dung. Để kiểm soát cái nội dung này thì mình có thể sử dụng cái công cụ là như mình đã trình bày ở phía trước, thì là mình dùng Outline View. Thì ngoài ra thì mình có thể dùng Slide Sorter thì nó sẽ trình bày nó phân
ví dụ trước đây là những các cái hình ảnh mà mình cần trình bày bố trí nhanh cho cái nội dung này, thì ở đây chỉ có các cái khung ảnh và công cụ sẵn là Arrange và Align, thì nó sẽ hỗ trợ mình vấn đề là sắp xếp theo bên kênh lề trái, kênh phải, kênh giữa. Đó, nó sẽ xếp rất là chính xác nội dung mình cần sắp xếp. Và để bố trí nhanh các hình ảnh này thì trên PowerPoint cũng có hỗ trợ một công cụ, đó là Picture Layout. Đó, trình bày cho mình rất là nhiều các cái phông mẫu có sẵn để đến một cái nội dung. Về vấn đề mà bố trí cái nội dung này thì mình có thể chọn cái thứ tự, như các bạn thấy thì mình có thể chọn thứ tự của hình ảnh thì nó sẽ thể hiện những cái bố trí nó cũng theo cái thứ tự đó, thì mình có thể chọn các cuốn thứ tự này bằng cách mình chọn đổi thay đổi cái thứ tự mình lựa chọn. Về vấn đề làm tiếp theo là làm việc với các slide layout, thì về slide layout thì mình tập trung chủ yếu ở cái nhóm công cụ này, đó là cái new slide thì mình đã có sẵn chính cái định dạng sẵn đối với từng loại slide, thì đều có sẵn chiếu loại cái định dạng sẵn đó, nhưng mình có thể điều chỉnh cái định dạng này theo cái thích của cá nhân mình. Vấn đề tiếp theo là về vấn đề layout, thì đối với cái layout này để mình thay đổi bố trí cho cái slide, cái sử slide mình đang định dạng như trên này, nhưng mình có thể thay đổi cái bố trí theo cái định dạng khác, thì tất cả nội dung nó vẫn giữ nguyên nhưng nó sẽ thay đổi theo cái định dạng mà mình cần. Và cái tiếp theo nữa là reset, công cụ reset. Giả sử như mình có thể điều chỉnh các cái thích bóc các cái hình ảnh màu sắc, nhưng mà mình sau khi điều chỉnh thì mình không còn còn không có thích những cái thay đổi đó, mình muốn trở về với trạng thái ban đầu giống như là của những cái định dạng của cái theo từng loại slide, thì mình chỉ cần chọn reset thì tất cả sẽ trở về với bố trí ban đầu của mình. Và cái section là cái nội dung mà mình cần sắp xếp theo từng cái nội dung. Ở đây thì mình đã có sẵn một số cái section như là thực hành. Hiện tại mình có 20 slide và tổng quan mình có 3 slide đó. Để tạo một cái section thì mình chỉ cần chọn vào slide mình cần tạo và mình chỉ cần chọn là thêm section, thì addition này mình có thể thay đổi rename section và delete remove section đó. Và vấn đề để định dạng được các cái định dạng trước sẵn này trong PowerPoint thì có cái công cụ đó là Slide Master, thì tất cả các nội dung sẽ được trình bày trong cái Slide Master như sau. Thì các bạn vào cái thể view và các bạn chọn Slide Master, thì Slide Master này sẽ định dạng cho tất cả các bạn những các cái slide mà mình có định dạng và các bố trí sắp xếp trong trong này.
cái khói mình đã lựa chọn sẵn. Thì những khói này sẽ cho từng dành cho từng cái slide. Và mình ra mỗi slide mình thêm vào thì không cần phải tạo lại. Bởi vì trên Slimeter này có thì tất cả slide bên ngoài sẽ có. Và tất cả slide bên ngoài thì mình không thể điều chỉnh được những cái điều chỉnh bên này và những định dạng như thế này. Đó, với từng slide thì mình sẽ có những cái định dạng mình sẽ bố trí. Ngoài ra thì trong Slider thì nó còn có rất là nhiều công cụ trong này để mình định dạng về phông màu sắc. Thì ở đây mình đang sử dụng màu sắc cho từng loại. Màu sắc màu tím là chủ đạo. Đó, có thể mình sử dụng những cái tông màu sắc đó về nó sẽ chạy theo những cái lựa chọn của mình. Thì ví dụ mình sẽ lựa chọn một cái tông. À, toàn bộ cái slider mình sẽ thay đổi theo. Và khi mình có thể chọn cái này ở trong này, mình có thể chọn đem thay đổi về cái định dạng của toàn bộ cái slide, hay là tất cả các background và các cái insert black border này là toàn bộ những cái text box hoặc là cái nội dung về nội dung đó sẵn cho mình. Thì mình thiết kế những cái định dạng sẵn có. Hình ảnh thì đối với cả những cái này để mình thiết kế trong những cái này rồi sau này á, mà khi mà ra ngoài mình sẽ sử dụng một cách chi tiết hơn. Thì đây là trong Slimeter đầy đủ. Thì những cái định dạng mà thay đổi trong Slimeter thì toàn bộ ở bên ngoài sẽ thay đổi theo cái định dạng đó, và những cái màu sắc hay là phông chữ sẽ được thay đổi theo cái Slimeter. Theo về làm việc với tem thì sau khi mình điều chỉnh những cái thay đổi ở trên Slimeter thì mình cũng có thể thay đổi cái tem cho toàn bộ slide của mình. Thì để thiết kế những cái hình ảnh như trên slide từ một hình ảnh ban đầu thì mình sẽ có những rất là nhiều cách để mình thay đổi. Thì ở đây mình sẽ trình bày về vấn đề thay đổi hình dạng của một cái hình ảnh cho các cái slide. Thì giống như các bạn đã để ý thì các cái khung nội dung tổng quan thực hành này thì toàn là không có thể thay đổi được vị trí, mình có kích như thế nào thì cũng không thể thay đổi được, vì vì nó đang ở trong chế độ Slimeter thì nó sẽ ở chế độ ẩn và không có thay đổi nào hết. Như mình thêm một slide mới thì toàn bộ nó sẽ được định dạng và nó thêm theo cái định dạng đó, và nó sẽ không có thay đổi được, những cái này thì không thể thay đổi được. Tương tự như vậy thì các hình ảnh này mình có thể để ở trạng thái Slimeter thì nó sẽ không có thể di chuyển hoặc là thay đổi, và toàn bộ những cái slide có cái nội dung tương tự thì nó sẽ thể hiện hình ảnh ra cho trên cái slide. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn về cái vấn đề mình thiết kế một cái hình ảnh từ một hình ảnh ban đầu để nó trở nên bắt mắt hơn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái công cụ kết hợp giữa hình ảnh và các cái shape. Thì vấn đề shape thì mình có chọn format shape, nó sẽ hiện các cái nội dung mà cần điều chỉnh cho cái shape. Ở đây mình sẽ chọn copy cái ảnh này và mình sẽ bỏ vào cái shape này. Thì để bỏ vào cái shape này thì mình chỉ cần
chọn vào Bitter or Texture Field và nó sẽ hiện ra hình ảnh để nó lock vào cái khung này. Để copy được cái hình ảnh mà mình đã copy thì mình chọn Clipboard, hình ảnh sẽ copy qua. Để thay đổi về những cái cạnh góc của hình ảnh thì mình có thể chọn ở đây, thì mình sẽ nhấn mạnh hơn các bạn thì nó sẽ có hai cái format, bởi vì mình đang ở chế độ là shape và hình ảnh thì sẽ có hai cái format, một là format cho shape, hai là format cho hình ảnh. Thì ở format shape thì mình có thể thay đổi về những cái cạnh này bằng cách mình chọn vào công cụ Edit Shape, Edit Bone, thì nó sẽ hiện ra bốn cái góc chính, và ở mỗi góc chính sẽ có những cái góc nhỏ. Giả sử mình kích vào một góc thì nó sẽ hiện ra những cái góc cạnh khác để mình thay đổi. Tương tự, đây là một cái thay đổi về cái khung cảnh của một hình ảnh. Tương tự như vậy thì mình có thể thiết kế về các cái hình ảnh kích thước như cái mong muốn của mình bằng cách mà sử dụng cái công cụ là Merge Shape. Thì ở đây Merge Shape mình sẽ sử dụng ví dụ từ một hình ảnh này từ ba cái hình ảnh này, ba cái set này mình có thể gộp chúng trở thành một set. Mình chọn ba cái set đó và mình ở đây trong dùng công cụ là Merge Shape, thì mình sẽ có là Merge Shape cái dạng là union, có nghĩa là sẽ gộp lại tất cả để lấy khung viền của tất cả. Và một set hai là sẽ lấy đi, bỏ đi những cái phần giao nhau của các hình và lấy toàn bộ đậm lên những hình cái đường ở giữa và chỉ lấy những điểm giao intersect và những điểm giao của ba hình. Hiện tại mình đang chọn ba hình thì sẽ ba hình đó hiện tại là không có điểm giao nào hết, chỉ có điểm giao của hai hình thôi nên không có điểm giao ba hình nên nó sẽ bằng không. Và cái này nó sẽ định dạng cho cái hình cuối cùng. Hình cuối cùng bị trừ đi dấu ba hình thì sẽ lấy hình cuối cùng mình chọn sẽ bị trừ đi một phần đó. Ở đây mình chọn dạng union thì tất cả các ba hình này đã trở thành một hình, rất là tiện lợi trong vấn đề thiết kế hình ảnh như là các hình dạng, các logo. Có tuyệt vời không các bạn? Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn về công cụ Merge Shape này, nhưng đối với cái hình ảnh và chữ thì mình sẽ như thế nào. Ở đây mình sẽ chọn các cái insert text box, một add đi, một add cho nó đẹp. Happy birthday. Happy. Mình sẽ để cái hình lên. Và mình cũng có thể chọn công cụ là Merge Shape. Thank you.
các bạn, cái hình ảnh sẽ mất đi cái dòng chữ mà hiện tại đang có happy, hay là chữ toàn bộ là chữ happy hay không. Ở đây thì mình sẽ có chữ happy với hình ảnh màu rất là đẹp đó. Đây là cái cách mình đang thể hiện trên slide. Tiếp theo là về việc làm việc với các cái selection band. Vì selection band thì mình sẽ có thể format. Khi kích vào một hình ảnh thì mình sẽ có cái thể format. Làm chọn selection band. Thì selection band này là gì? Selection band này sẽ nó thể hiện tất cả các cái hình ảnh, các cái text box có trên slide. Thì trên slide này hiện tại là có hình ảnh số 1. Mình có thể kích vào con mắt để có thể thể hiện hoặc là không thể hiện. Đó, mình sẽ không hiển thị số 1. Mình không hiển thị số 2 thì mình sẽ thấy số 3, mình không hiển thị số 3 luôn. Thì mình sẽ thấy số 4. Mình không hiển thị số 4 luôn thì số 5. Mình không hiển thị số 5 luôn thì mình sẽ không còn thấy gì. Và tiếp theo là các cái test hoa play under 5, chính là cái thể format này, và cái title 4 chính là cái khung nội dung này. Thì mình sẽ chọn show tất cả và mình trình chiếu thử cho các bạn xem qua. Sau mỗi cú click thì mình sẽ có được những cái con số nhảy. Như vậy thì ở đây mình cũng có một cái ví dụ về hình ảnh đó và một cái bài tập để cho mình nhìn nhận được rõ cái điều này. Thì cái selection band này sẽ thể hiện các hình ảnh và cái thứ tự bố trí của các hình ảnh này. Để mình thay đổi thứ tự thì mình có thể chọn vào các bước này để mình hỗ trợ làm sắp xếp lại. Đó. Như trong ví dụ này thì mình đã sắp xếp lại từ thứ tự từ 1 đến 5. Mình kích số 1. Đó. Thì mình tại số 2, kích số 2 thì là số 3, kích số 3 thì là số 4, kích số 4 là số 5. Đó. Mình chọn show tất cả.